vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào một phần nội dung rất nhiều ý nghĩa, sẽ để lại những giây phút rất là sâu lắng, đưa chúng ta quay trở về với thời thanh xuân thật đẹp đẽ. Ngay sau đây sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với những vị khách mời vô cùng đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu vị khách mời đầu tiên. Trân trọng kính mời nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Đào, nguyên bí thư đảng ủy, hiệu trưởng trường phổ thông vùng cao Việt Bắc giai đoạn năm 1986-2004. Thầy là người đã có công lớn trong việc xây dựng và phát triển trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, và thầy cũng chính là người đặt lời cho ca khúc Bất Hủ của trường phổ thông vùng cao Việt Bắc mà chúng ta vừa nghe lại qua phần thể hiện của các bạn học sinh trong đội văn nghệ xung kích của nhà trường ngày hôm nay. Và vị khách mời thứ hai của chúng ta xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại tá thầy Hạng Bí Xe, nguyên phó hiệu trưởng trường phổ thông vùng cao Việt Bắc giai đoạn năm 1977-1987, là một trong những đảng viên học sinh đầu tiên của ngôi trường thiếu nhi vùng cao khu tự trị Việt Bắc, trở thành cán bộ quản lý tại trường, đã có công lao rất lớn trong việc giữ gìn sự ổn định nhà trường trong những năm tháng khó khăn nhất để nhà trường có thể phát triển đến ngày nay. Vâng, vị khách mời thứ ba xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Triệu Mùi Say, cựu học sinh khóa 1 của nhà trường, là người đã vinh dự được gặp Bác Hồ và cũng là một tấm gương tiêu biểu về việc thực hiện lời dặn của Bác Hồ đối với học sinh khi bác về thăm trường. Xin được trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời vị khách mời thứ tư của chúng ta, đại tá Âu Văn Hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bác là cựu học sinh những năm 1964-1965, là tấm gương sáng và là niềm tự hào lớn của các thế hệ học sinh trường phổ thông vùng cao Việt Bắc về tinh thần vượt qua mọi khó khăn, chiến đấu hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh Hoàng Văn Thiên, cựu học sinh khóa 35 trường lớp 35GA khóa 1992-1995, là tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nari Rì, tỉnh Bắc Cạn. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Trương Thị Cẩm Thanh, cựu học sinh khóa 35, lớp 35GC, khóa năm 1992-1995, chủ tịch hội đồng quản trị ví điện tử ZaloPay, công ty cổ phần Gion, giám đốc cấp cao công ty cổ phần VNG. Và chân trọng kính mời lên sân khấu bạn là học sinh đại diện cho trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, hiện đang học tập tại trường. Xin mời bạn Sùng Triệu Thủy, lớp 11A16. Xin được trân trọng kính mời các vị khách mời đặc biệt của chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để giao lưu với chương trình gala ngày trở về ngày hôm nay ạ. Chúng ta có thể đổ một tràng pháo tay thật lớn để thay lời cảm ơn cho sự có mặt của các quý vị đại biểu khách quý trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin được gửi lời chào đến các bác, các thầy và em ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Viu Anh và anh cũng rất là vinh dự khi được ngồi tại đây và được lắng nghe những chia sẻ sắp tới đây của các quý vị đại biểu khách quý. Và chắc có lẽ rằng là câu hỏi đầu tiên mà em muốn đối mic với lại thầy Đào trước ạ. Ở đây thì chúng em được biết là trong chương trình ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị ở đây biết được quá trình đặc biệt trải qua cái giai đoạn của nhà trường trong những năm vừa qua. Em xin mời thầy ạ. Dạ vâng ạ, thưa thầy, thì trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay chúng em được biết rằng là thầy sẽ chia sẻ cho tất cả chúng em, các cán bộ và các học sinh của nhà trường biết được quá trình phát triển của nhà trường trong những năm khó khăn nhất trong thời gian vừa qua. Xin giới thiệu với tất cả thầy cô giáo, các vị đại biểu và toàn thể các em. Như các em đã giới thiệu, tôi là được bộ điều động về làm hiệu trưởng từ năm 1986, tức là sau đại hội đảng lần thứ 6.
trong những cái năm đó thì cả nước khó khăn và nhà trường của chúng ta cũng cực kỳ khó khăn, cơm ăn không no, áo không có, nhà trường không có may cho học sinh được. Em đừng chéo chéo cho anh được, chéo nhưng mấy anh thậm chí là mùa đông rét, các em chỉ có cái áo không phanh thôi. Và chúng tôi có lần tôi đã lên trước cột cờ báo cáo với các em là nếu em là rét quá đứng vào tên hình của máy tòa đó lấy báo bọc ở bên trong thì mặc áo bên ngoài cho đỡ rét. Cái này phải dùng ống TD vào. Do đó ngoài đang phát triển tiếp, máy quay đang phát triển tiếp mà đứng lên thì lúc bây giờ đảng ủy nhà trường anh đứng lên cùng quan tâm hình đường thì toàn cùng chúng tôi tính như này lo trước tiên được hai việc mé này thôi gì đâu. Việc thứ nhất là phải tìm ra gạo, sau này sắp tìm ra mô khoai sản cũ để cho thế hệ học sinh cao 30, 31, 32 anh thì lên có gạo ăn đứng là treo vào cái máy toàn của anh. Cho nên á là các thầy đã đi về tỉnh Lạng Sơn mà cụ thể là huyện Bắc Sơn về Cao Bằng mà lúc bây giờ là về huyện Ba Bể nguyên tắc như thế để xin mua gạo mua ngô và do đó chúng tôi tích lũy được gọi là kho B của trường đại học ông trường của trường công cao miền Bắc, kho B chứa 40 tấn gạo để dự trữ khi nào thiếu gạo thì nấu cho các em ăn. Sở lương thực vào kiểm tra thì chỉ kiểm tra kho A thôi, kho A vừa không có gì thừa cả, nhưng kho B của chúng tôi là nấu kín, lúc bây giờ phải làm như vậy. Giải quyết được cái ăn rồi thì bước hai là phải giải quyết đầu ra cho học sinh. Cái khó khăn nhất thời bây giờ là học sinh học xong rồi không có lối ra, không có lối ra. Thế thì làm thế nào để giải quyết được lối ra? Và lối ra đây là phải vào được đại học, vào được trung học, vào được cao đẳng. Thì lúc bây giờ cũng xin giới thiệu cái hôm nay có thầy Trần Xuân Nhĩ, bây giờ thầy về thầy không đến đây. Thì tôi có bàn với thầy Trần Xuân Nhĩ là thứ trưởng Bộ Giáo dục và xin Bộ Giáo dục cho phép được cử tuyển vào các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm của trung ương và của các tỉnh. Và nghị quyết 320, quyết định 320 của Bộ Giáo dục và thông tư 12 đang hướng dẫn cho tất cả các tỉnh phải nhận học sinh của trường vùng cao miền Bắc để về tạo được lối thoát cho. Ngoài ra thì nhà trường còn mở các lớp cấp tốc để đào tạo giáo viên tiểu học trong vòng có hai học kỳ để về các xã vùng cao để giúp cho đồng bào các dân tộc, dạy con em các dân tộc ở các xã vùng cao. Và bây giờ chúng ta có một hệ thống, những em học sinh cấp tốc chắc là có những em ngồi ở đây được đào tạo và bây giờ trở thành những em học sinh đã tốt nghiệp đại học, các em tự học được. Và bây giờ là cũng là những giáo viên tiểu học và có trình độ đại học. Đấy là cái khó khăn thứ hai và đã giải quyết cái đồng ra như vậy. Cuối cùng nữa thì chúng ta lại phải tiến hành đề nghị với Bộ Giáo dục là cho phép mở thêm khối dự bị đại học, phải mở ra cái khối này để mà không những để giúp cho trường vùng cao miền Bắc mà giúp cho tất cả các trường dân tộc nội trú của các tỉnh sau khi học xong tốt nghiệp không vào đại học được thì có một cái lối để vào khoa dự bị của trường vùng cao miền Bắc và tiếp tục bồi dưỡng. Và chúng tôi có thể thường nói đùa với nhau rằng đây là trường vùng cao miền Bắc, Bộ Giáo dục đã tung ra một cái phao để cứu những cái em học sinh đang chết đuối không đi đâu được. Đấy là cái cách làm của trường vùng cao miền Bắc để phải giải quyết những cái khó khăn của những thời gian vừa qua. Vâng, thưa quý vị, so với 5 năm trước khi mà Huy Anh được nhìn thấy thầy Đào ở trên sân khấu này thì đã xuất hiện thêm những nếp nhăn. Thế nhưng trong buổi tối ngày hôm nay với những lời chia sẻ của thầy thì có thể thấy được tâm huyết của thầy dành cho các thế hệ học sinh của trường phổ thông vùng cao miền Bắc như thế nào. Thưa thầy, là những năm mà chúng em vào trường là khi đó là những cô bé, cậu bé 14, 15 tuổi. Khi đó thì thầy đã không còn là hiệu trưởng của nhà trường nữa, thầy đã về nghỉ chế độ. Thế nhưng mà qua lời kể của những người anh, người chị, chúng em cảm thấy có lẽ là những tình cảm dành cho thầy không chỉ dừng lại là một người thầy nữa mà là dành cho một người cha
đã chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của các thế hệ học sinh ở trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. Xin được trân trọng cảm ơn thầy.